Thưa quý thầy cùng quý bà con Phật tử, một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất ạ. Hôm nay thì đến với chùa Thanh Thiền hôm nay là một đêm văn nghệ giao lưu gây quỹ xây chánh điện của chùa Thanh Thiền. Đây là một ngôi chùa vẫn còn đang rất là khó khăn nhá quý vị, nằm trong vùng sâu xa xã Minh Thành, nên là quý bà con Phật tử chúng ta hãy phát tâm để cúng dường, mong sao cho chánh điện của chùa Thanh Thiền sau đêm văn nghệ này sẽ được hình thành. Mong quý bà con Phật tử chúng ta cùng phát tâm. Cây Đi Dân xin mở đầu chương trình ca nhạc hôm nay thì Cây Đi Dân xin hát một ca khúc rất ý nghĩa, đó là ca khúc Nói Về Mẹ. Ca khúc Mẹ Tôi, xin mời quý bà con Phật tử chúng ta cùng thưởng thức ạ. Rồi. Hai cái tủ một đó, đấu giá khởi điểm nhiêu được, em hàng tài trợ. Quý bà con Phật tử chúng ta thấy ổn định chỗ ngồi và anh Dân Ca Trôn Thanh cũng đã có mặt tại chùa Thanh Thiền rồi. Quý vị lắng nghe anh Trôn Thanh lát ở đây rồi. Niềm với tôi đầy đặn tôi hơn, lúc tôi cười mẹ còn vui hơn, cả cuộc đời của mẹ là con. Mẹ tôi bước với tôi những bước chân đầu, để tôi đau mẹ gấp trăm lần, lúc tôi cần là mẹ bên tôi. Nơi cuộc đời người còn trông nuôi, mẹ ơi, con lớn lên giữa một vòng tay, nhưng yêu thương con chưa thiếu một ngày. Lúc vui buồn của một con trai, mẹ là cha và con mới tìm. Mẹ ơi, bao tháng năm vất vả ngược xuôi,
tình.